Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Các bạn thân mến, ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo AROP đến từ cái dự án Watt App. Thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ AROP này để chúng ta nhận miễn phí 30.000 cái đồng token WTS xấp xỉ 30 đô. Và cứ mỗi một lượt giới thiệu thì bạn sẽ nhận được thêm 20.000 cái đồng token WTS này và xấp xỉ 2 đô, 20 đô nhé. Thì cái kèo này nó yêu cầu chúng ta giới thiệu tối thiểu là 3 người để chúng ta rút về ví. Rồi, ok thì xin mời các bạn hãy cùng mình làm cái nhiệm vụ này. Thì các bạn bấm nút Start. Ở đây các bạn nhập cái mã như trong hình. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ làm các cái nhiệm vụ. Đầu tiên chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Channel. Ở đây thì nó cung cấp cho chúng ta cái mã contract nhé. Thì các bạn có thể copy mã contract này, chúng ta thêm cái đồng token này vào. Các bạn back lại, chúng ta join vào nhóm Telegram Group. Tiếp theo chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Channel của nhà phân phối kiểu AROP. Tiếp theo chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Channel tiếp theo. Rồi, sau khi tham gia các nhóm Telegram thì các bạn bấm vào phần check cho mình. Rồi, ở đây nó hỏi mình đã join vào hai cái nhóm này chưa. Nếu như tham gia rồi thì các bạn bấm đô cho mình. Ở đây thì mình kiểm tra lại một lần nữa. Ở đây có một cái nhóm này là mình chưa tham gia, cho nên là nó báo lỗi, không các bạn bấm đô lại. Thì cái con bot này nó phản hồi hơi chậm nhé, cho nên là các bạn cố gắng chờ một chút. Sau khi mỗi một lần mình đặt lệnh thì nó sẽ load hơi chậm một chút. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ, đó là chúng ta sẽ tăng chia sẻ lại bài của họ và chúng ta tăng 5 người bạn nhé. Thì các bạn bấm vào đây. Ở đây thì các bạn bấm theo dõi. Tiếp theo ở cái bài game này thì chúng ta sẽ bấm team, bấm mũi tên đảo chiều. Và các bạn bấm vào comment. Ở đây thì các bạn tăng 5 người bạn cho mình. Đây nó yêu cầu chúng ta phải tăng 5 người bạn. Các bạn bấm trả lời. Sau đó các bạn bấm trả lời đã gửi. Các bạn bấm vào nút chia sẻ cho mình. Rồi sau đó các bạn sao chép cho mình cái liên kết này. Rồi các bạn quay trở lại bot. Ở đây nó yêu cầu mình gửi cái link gì tít nhé, về pin bot nhé. Thì chúng ta gửi cái luôn cái link này vào đây. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ đăng ký kênh YouTube. Ở đây thì mình đã join vào cái nhóm Telegram rồi và chúng ta chỉ cần đăng ký kênh YouTube thôi. Các bạn đăng ký kênh YouTube rồi sau đó các bạn thoát ra. Các bạn quay trở lại. Ở đây thì chúng ta bấm đô. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ join vào nhóm Interam. Ở đây thì các bạn bấm theo dõi cho mình. Rồi, sau đó các bạn bấm quay trở lại. Các bạn bấm vào Avatar. Các bạn sẽ thấy cái username của cái Interam của các bạn ở đây. Các bạn bấm vào phần đây, các bạn bấm Avatar này. Tiếp theo thì các bạn bấm vào phần chỉnh sửa cá nhân. Các bạn sẽ thấy cái username của các bạn ở đây, các bạn copy cho mình cái username này. Cái username Telegram của các bạn nhé, ở Instagram của các bạn. Rồi các bạn quay trở lại. Ở đây thì nó không yêu cầu mình like và comment post bài Instagram. Thì các bạn bấm like cho mình.
Rồi, nhiệm vụ tiếp theo là yêu cầu mình gửi cái địa chỉ ví Polygon Matic. Thì cái này các bạn có thể lấy trên cái ví chút wallet nhé. Ở đây nó yêu cầu mình lấy ở trên cái ví chút wallet thì chúng ta cứ lấy ở trên cái ví chút wallet. Trên ví chút các bạn chọn cho mình cái đồng Polygon. Polygon này, các bạn bấm nhận. Sau đó các bạn phát sao chép địa chỉ ví. Rồi các bạn quay trở lại các bạn dán địa chỉ vào. Nếu như cái bước này mà nó không hiện ra cái phần mà các bạn gửi địa chỉ ví xong mà nó không hiện ra cái thông tin gì nữa thì các bạn copy cái chữ tích đô này, các bạn copy cả cái chữ tích đô cho mình. Đấy, các bạn copy cả cái chữ tích đô này các bạn ấm gửi vào đây cho mình. Rồi ở đây thì nó hiện ra cái hỏi mình đã join vào cái Instagram chưa. Nếu các bạn làm rồi thì các bạn bấm like cho mình. Rồi tiếp theo mình ở đây mình gửi lại cái địa chỉ ví Polygon Matic nhé. Nãy không hiểu sao nó bị lỗi. Rồi, như vậy là nhiệm vụ của chúng ta đã xong. Thì ở đây thì các bạn bấm vào đây thì chúng ta kiểm tra số dư. Số dư sau khi làm nhiệm vụ airdrop xong thì bạn sẽ nhận được 30.000 cái đồng token WTS này nhé. Thì các bạn cái đấy kèo này nó yêu cầu các bạn bấm vào cái down cho mình. Cái này kèo này nó yêu cầu là chúng ta phải giới thiệu tối đa là 3 người để cái đủ cái min rút. Để chúng ta đủ min rút, khi các bạn giới thiệu đủ đủ 3 người thì chúng ta sẽ đủ cái min rút là 90.000 cái đồng token WTS này. Thì các bạn bấm vào withdraw thì nó sẽ trả về ví cho chúng ta trong vòng 48 giờ, trong vòng 24 giờ nhé. Ở đây ghi rõ 24 giờ. Và một cái đồng WTS này thì xấp xỉ 0,001 đô nhé các bạn. Rồi, ok thì cái video chia sẻ cái kèo AirDrop đến từ cái dự án WhatsApp đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.